Hôm nay chúng ta học bộ 1. Trước khi đi vào phần bài học bộ 1 thì tuần rồi tôi có nhận được một cái email của một vị, họ gửi cho tôi một cái hình. Thì trong đó họ nói là đây là cái hình lục khí mà và vị đó yêu cầu tôi so sánh cái hình lục khí mà vị đã gửi với cái hình lục khí mà chúng ta đã học. Khi chúng ta học lục khí thì cái hình lục khí của chúng ta nó như thế này quý vị. Đó không ạ? Rồi. Cái hình lục khí kia thì nó như thế này. Đây là cái hình của tổ ong. Chúng ta thấy nó có 6 góc. Nếu như bây giờ mà tôi nối theo cái chiều của chúng ta nối theo cái chiều này thì nó cũng chính là hình của lục khí, hoặc là chúng ta nối theo cái chiều này thì nó cũng là cái hình của lục khí, chẳng qua là nhìn nó khác đi mà thôi nha, chứ nó không có khác nhau bao nhiêu. Đó. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái hình này thì chúng ta sử dụng cái hình này mà xét cái lục khí thì cái vị trí của cái hình này thì cái vị kia sắp xếp nó khác đi một chút xíu. Nó khác như thế nào quý vị? Nó khác như thế này này. Ở đây chúng ta, cái hình lục khí của chúng ta nhé, bây giờ tôi bôi cái phần này đi để cho quý vị dễ thấy. Chúng ta xem. Chúng ta xem cái phần lục khí của chúng ta đó là lấy thổ kim thủy thử mộc hỏa, phải không ạ? Cái chiều đi của nó là thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy sanh thử, thử sanh mộc, mộc sanh hỏa và hỏa sanh thổ, đúng chưa? Cái phần trình bày của cái phần lục khí theo hình vẽ này thì người ta trình bày theo một cái lối khác, là thổ ở đây, kim nằm đây, thủy nằm đây, thử nằm đây, mộc nằm đây, hỏa nằm đây. Cái chiều vận hành của nó đi từ thổ sanh kim, kim sanh thủy, thủy sanh thử, thử sanh mộc, mộc sanh hỏa và hỏa sanh thổ. Trong cái hình này thì cái chiều vận hành của nó đi theo cái vòng ngoài. Trong hình lục khí này thì chúng ta thấy thủy và hỏa nó khác nhau, kim và mộc nó khác nhau, và thổ và thử nó khác nhau ở một cái khoảng trống mà không có cái chiều vận hành của nó, nhớ chưa? Thì nếu như dùng cái chiều vận hành của thổ, kim, thủy, thử, mộc, hỏa thì chúng ta thấy cái chiều khắc của nó là nó xéo nhau. Chúng ta thấy có sự khác biệt. Phải không? Rồi. Trong cái hình này, trong cái hình lục khí này chúng ta thấy giống cái gì? Cái chiều vận hành của hình lục khí thấy giống cái gì? Giống cái chiều vận hành của
ngũ hành. Ngũ hành. Giống với chiều vận hành của ngũ hành. Chiều vận hành của ngũ hành đi như thế nào quý vị? Chiều vận hành của ngũ hành nó đi như thế này. Là nó đi theo hình ngôi sao không ạ? Tức là mộc, sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, và kim sinh thủy. Cái chiều khắc của nó là mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, và kim khắc mộc. Đây là cái chiều sinh khắc của ngũ hành. Chúng ta thấy rõ không? Thì khi quý vị so sánh giữa hai cái hình này nha, thì quý vị thấy nó tương tự như nhau theo cái chiều sinh và chiều khắc, phải không ạ? Đúng vậy. Thế thì ở trong ngũ hành chúng ta, từ ngũ hành chúng ta chuyển qua lục khí rất là dễ dàng. Bây giờ chúng ta không nói đến cái hình vẽ này nữa, mà bây giờ chúng ta nói đến cái hình vẽ của cái lục khí bên này. Chúng ta xem cái lục khí ở bên cái hình vẽ này, nó có cái ưu điểm như thế nào và nó có cái khuyết điểm như thế nào. Cái ưu điểm của nó là từ nơi cái hình vẽ của ngũ hành mà chúng ta nhìn ra, chúng ta thấy rõ cái sự sinh, sự khắc của nó tương tự như hình vẽ của ngũ hành. Chúng ta thấy so sánh dài cái nét đó, chúng ta thấy nó tương tự như nhau, dễ học hơn, dễ nhớ hơn, phải không? Một cái ưu điểm nữa mà trong cái hình lục khí này cho chúng ta biết là cái chiều sinh theo chiều thuận tương tự như cái ngũ hành, và cái chiều khắc nó sẽ nằm ở bên trong, cũng dễ nhớ. Tuy nhiên nếu đưa vào các kinh với nhau, cái chiều vận hành của cái hình vẽ này nó có tính cách là thuận sinh. Nhưng nếu như mà dùng cái hình vẽ này để nói lên cái nét phản sinh, được không? Được. Thử phản sinh thủy, thủy phản sinh kim, kim phản sinh thổ, thổ phản sinh hỏa. Nha. Nếu như mà thay, nếu như mà thay cái đường kinh chúng ta đã học, thay cái đường kinh nó vào đây, thì quý vị sẽ thấy như thế này. Bây giờ thổ, kinh dương của nó ở đây nó sẽ là tĩnh của thổ nha, tĩnh của thổ, vinh của thổ. Du của thổ, nguyên của thổ, kinh của thổ và hợp của thổ. Kinh dương nhé, thì kinh dương ở đây thổ tức là kinh vị, phải không ạ? Tĩnh huyệt, biểu lý, tỳ vị nha, tỳ vị. Thì tĩnh của kinh vị tức là thổ, vinh của kinh vị tức là hành kim, du của kinh vị tức là hành thủy, đúng không? Đây là cái chiều thuận sinh của thổ, mà thổ ở đây là lấy biểu lý là tỳ vị, tức là chúng ta lấy kinh dương gồm có huyệt ở kinh nguyên, rõ chưa? Thành ra đây là cái tôi không nói là khuyết điểm, nhưng mà tôi nói là quý vị sẽ khó nhớ ở cái dạng nếu đưa cái kinh nó vào đây nha. Nếu như đưa kinh âm vào, nếu đưa cái kinh âm vào thì chúng ta sẽ thấy là
bỏ đi một huyệt là huyệt hành. Ở đây nếu mà đưa kinh âm vào, tức là kinh gì? Kinh tỳ. Kinh tỳ thì ở đây nó sẽ là tỉnh hành kim, phải không? Thì như vậy là không có xài ở đây, như vậy là kinh tỳ. Nếu ta thay thế ở đây là kinh tỳ thì ở đây tỉnh huyệt của nó phải nằm đây. Như vậy là ở kinh tỳ nha, thì ở đây nó là tỉnh, tỉnh của kinh tỳ, vinh của kinh tỳ, du của kinh tỳ, kinh của kinh tỳ và huyệt hợp của kinh tỳ. Chúng ta thấy nó bị rối loạn. Xét vào cái phần mà mình gọi nó là, không gọi nó là khuyết điểm, nhưng mà đưa các kinh vào nó bị rối loạn ngay. Khó thấy theo cái dạng này. Thêm một cái nét nữa, trong cái hình vẽ này, trong hình vẽ lục ký chúng ta học thì chúng ta thấy nè, chúng ta thấy có dễ nhận lắm. Chúng ta thấy thổ gốc của nó là kinh tỳ, là kinh âm. Kim là đại trường, là kinh dương. Kinh tỳ đi lên, kinh dương đi xuống. Trong cái hình vẽ này tô tại bài thôi thì chúng ta thấy là kinh tỳ và kinh đại trường là hai kinh, một âm một dương. Kinh tỳ, kinh âm đi lên, kinh dương đi xuống, hai kinh đó phải làm sao? Phải đồng đều, cái đó là không bệnh. Mà đại trường và tỳ đó là nó nằm ở bộ thổ, đúng không? Bây giờ chúng ta so sánh giữa kim và thủy. Kim là kinh phế, chúng ta thấy kinh tỳ nè, kinh âm nè, nối với kinh thủy, tức là kinh phế. Tỳ và phế là hai kinh thuộc thái âm, phải không ạ? Mà ở thủy là thuộc dương, tức là cái chiều đi ngược lại, tức là kinh bằng quang. Bằng quang và phế là hai kinh một âm một dương, nó nằm ở bộ kim. Ôn lại bài thôi. Thành ra quý vị cũng sẽ thấy trong cái hình này, chúng ta chỉ cần nhìn cái hình vẽ này thôi, chúng ta cũng có thể biết được hai cái kinh nó lên và xuống, nó thuộc vào bộ nào ngay. Cái đó là cái mà tôi đưa cái hình vẽ này ra để cho quý vị học từ đầu cho đến bây giờ, để quý vị có một cái nhìn thật rõ. Tôi không có đưa hình này ra bởi vì nó có nhiều cái mà chúng ta bị rối loạn ngay. Một cái điểm nữa là bây giờ tôi đã chẻ cái này ra làm ba, thốn quan sĩ, thì hai cái phần đầu, hai phần bộ quan, phần sơ án và phần trọng án của bộ quan, nó nói lên được cái nét quân bình. Mặt quân bình ở bộ quan nó cao hơn là sơ án của thốn và sức. Thốn và sức lực mặt của nó ngang nhau khi chúng ta xem mặt. Ở cái độ trầm cũng vậy, độ trầm của hai bộ sức nó ngang bằng nhau, nhưng mà riêng cái bộ quan nó trầm hơn một chút. Thì đây là cái phần mà hình vẽ này tôi trình bày từ lúc ban đầu cho đến bây giờ. Ở trong cái hình vẽ này nó không nói lên được cái nét của cái bộ mặt. Mà nếu bây giờ quý vị thay đổi cái đường kinh nó nằm ở đây, tỉnh minh du kinh hợp, quý vị sẽ bị rối ngay, không có thuộc, không có nhớ. Do đó cho nên về phần ưu điểm thì cái hình này luôn luôn là ưu điểm, nó rõ nét hơn là cái phần hình lục khí bên này, phải không ạ? Thành ra nếu quý vị nào có gì thắc mắc thì xin cứ cho tôi biết, rồi chúng ta cùng thảo luận với nhau. Thì đây là một cái thắc mắc mà có một vị đã yêu cầu, thì căn cứ vào cái thắc mắc đó thì chúng ta so sánh giữa hai cái hình vẽ. Hình vẽ nào cũng được, nhưng mà chúng ta học cái hình vẽ này thì chúng ta thấy nó rõ nét nhiều hơn so với ở cái hình vẽ này. Đó, thì bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần bộ mộc nha. Về hình bộ mộc thì chúng ta có hai kinh. Kinh thứ nhất về âm, tức là kinh can. Bây giờ chúng ta xem ở kinh can, tấn huyệt của kinh can tên gì? Đại đôn.
nha, tỉnh Bình Ga. Hành gì? Hành hỏa. Hành hỏa. Hành hỏa khỏe gì? Ly. Ly thuộc hỏa. Đến Huệ Vinh. Nha, là hành giảng. Hành giảng. Quẻ hành gì? Hành thổ. Quẻ gì? Quẻ thổ. Vô huyệt của kinh Cang. Thái Sùng. Hành hình kim. Quẻ gì? Cấn. Và cấn. Đến huyệt kinh. Trung phong. Thủy. Hành thủy. Quẻ. Quẻ khảm. Đến huyệt hợp. Là huyệt khúc quyền. Hành thử. Quẻ. Và chấn. Lạc huyệt của kinh Cang là lây cấu. Lây cấu quẻ gì? Lạc huyệt của kinh âm quẻ. Quẻ khôn. Khích huyệt của kinh Cang. Trung đô. Quẻ gì? Quẻ càn. Chúng ta nói kinh Cang, giờ chúng ta nói đến kinh Tam Tiêu. Phải không ạ? Kinh Tam Tiêu tính huyệt của nó Trung Sung, không phải Quan Sung. Hành gì? Hành hỏa. Cùng hành nha. Hành hỏa. Đến huyệt Vinh. Nhiệt môn. Quẻ đoài. Du huyệt của kinh Tam Tiêu. Trung chữ. Hành. Hành kim. Quẻ. Quẻ gì? Quẻ cấn. Đến huyệt gì nữa? Đến huyệt nguyên. Là huyệt Dương Trì. Quẻ gì? Hành thủy. Quẻ khảm. Đúng chưa? Huyệt kinh của kinh Tam Tiêu là chi cấu. Chi cấu. Hành thử. Quẻ chấn. Và huyệt hợp là thiên tĩnh. Hành mộc. Quẻ tốn. Đúng chưa? Lạc huyệt của Tam Tiêu là ngoại quan. Ngoại quan là lạc huyệt. Là quẻ gì? Quẻ càn. Nhá, khích huyệt là hội tông. Quẻ khôn. Tất cả hai kinh này nó thuộc về hành mộc. Thì các cái hành này nó nằm ở trên quẻ thuộc. Quẻ ở dưới tức là quẻ tốn. Nha. Bây giờ chúng ta xem cái nét như thế này. Cái điểm đặc biệt của kinh Dương là huyệt hợp của nó chỉ có nếu nó so sánh, nếu nó phối hợp với lại cái quẻ gốc, tức là quẻ tốn ở một bộ mộc đó, thì cái huyệt hợp của nó là huyệt thiên tĩnh đó, thì nó là quẻ thuần tốn. Nó chỉ có một huyệt mà thôi, một huyệt quẻ thuần tốn. Trong khi đó huyệt tĩnh,
hai huyệt này ở trên nó là ly, ở dưới nó là tốn, thì nó kinh âm và kinh dương nó sẽ có hai tự giống nhau như là huyệt tĩnh. Quẻ thượng của nó là gì? Ở đây trên nó là ly, hỏa phong, hỏa phong tĩnh, hỏa phong đỉnh hay gì đó tôi quên rồi, tôi không thèm nhớ. Hỏa phong đỉnh không? Dạ. Thì chúng ta thấy khi mà nói đến hỏa phong đỉnh á, thì chúng ta có hai huyệt, một âm là đại đôn, một dương là quan xung. Nhưng nếu là quẻ thuần thì là quẻ thuần tốn á, thì nó chỉ có một huyệt duy nhất mà thôi. Thì có người nói với tôi là kiếm thêm một huyệt thuần tốn thuộc âm. Ở đây huyệt thuần tốn nó chỉ nằm ở dưới, chứ ở thuần tốn thuộc âm nó không có. Tại sao nó không có quý vị? Mà tại sao ở dương nó có một huyệt thuần tốn mà tại sao âm nó lại không có huyệt thuần tốn? Ở kinh can mộc khí là đại biểu cho mộc nha. Mộc khí, mộc huyết, cái mộc của âm là nó đại biểu cho kinh can. Thành ra không có huyệt nào mà nó thuộc về thuần tốn hết. Mà cái thuần tốn của kinh dương, cái huyệt mộc của kinh dương tức là huyệt thinh tấn nha, nó là được kết hợp, nó là được kết hợp, nó đi với huyệt hợp của kinh dương khác để cho nó vận hành. Phần sau, tức là những bài tới tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị thấy. Ở đây tôi giới thiệu một cái nét như thế này nha, quý vị sẽ thấy. Bây giờ tôi vẽ cái hình lục khí ra nha. Tôi vẽ cái bộ mặt ra cho quý vị xem. Vào giờ tí thì kinh âm nó khởi trước, tức là kinh tâm. Phải không ạ? Đúng rồi. Kinh tâm. Vào giờ tí nó khởi. Giờ tí là từ 11 giờ cho đến 1 giờ sáng, 11 giờ khuya cho đến 1 giờ sáng là giờ tí. Kinh tâm nó khởi. Nó khởi xong rồi, nó đến qua đến giờ sử. Thì chúng ta xem nè. Ở kinh tâm, tĩnh huyệt của nó hành gì? Hành mộc. Nó đi nha, tĩnh, vinh, du, kinh, hợp là có 5 huyệt. Thì huyệt hợp của kinh tâm nó là hành gì? Hành thủy. Nó vận hành xong đến huyệt thủy thì nó sẽ thể nhập vào huyệt thử của kinh dương. Đây là cái phần mà sau này tôi trình bày, nhưng mà ở đây tôi trình bày trước. Huyệt hợp của kinh âm tức là huyệt nối tiếp từ huyệt tĩnh, vinh, du, kinh hợp, thì huyệt hợp của kinh tâm nha, huyệt hợp của kinh tâm nó hành thủy. Trước khi nó chuyển qua cái giờ sử thì nó phải chuyển qua cái anh dương, tức là huyệt hợp của kinh dương. Mà huyệt hợp của kinh dương nào hành thử? Kinh đẩm. Như vậy là tâm đi với đẩm nha. Huyệt hợp của kinh tâm là thủy, nó sẽ chuyển qua, trước khi nó chuyển qua giờ sử là kinh can đó, thì nó sẽ chuyển qua cái kinh đẩm, tức là huyệt hợp của kinh dương. Mà huyệt hợp của kinh dương hành thử, tức là cái quẻ thuần, thuần chấn. Cái huyệt hợp của kinh dương, tức là phần chấn nó chỉ có một huyệt mà thôi, thì cái thuần chấn đó nó tiếp nhận cái khí huyết của ken huyệt hợp của kinh thận này, của kinh tâm này, thuộc thủy này. Đến đây quý vị theo kịp không? Kinh tâm nó khởi từ tí trước, tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Trước khi nó chuyển qua cái giờ sử thì nó chuyển qua cái ăn thử trước,
tức là người thờ của kinh đởm, nó tiếp nhận cái khí huyết của người thờ của kinh kinh tâm, nó tiếp nhận cái đó để rồi thử đó, tức là cái thuần thuần chấn đó nó mới thể nhập vào cái anh mộc thử sinh mộc. Lúc bây giờ nó sẽ đi đến qua kinh can để nó sinh tính hoại, tức là nó qua giờ sửu. Thì quý vị thấy ở đây sau này tôi sẽ trình bày thật rõ ràng về cái điểm này, mà ở đây tôi giới thiệu trước là tại sao cái kinh dương nó chỉ có một huyệt là huyệt thuần mà thôi, mà tại sao lại không kiếm một cái huyệt nào đó thuộc âm mà là huyệt thuần. Không cần thiết quý vị, không cần thiết. Có người đề nghị với tôi là sử dụng huyệt mộ huyệt của kinh nào đó để gọi là huyệt thuần. Thí dụ như ở đây kinh can thì chúng ta có mộ huyệt của can là kỳ môn, thì huyệt kỳ môn đó là huyệt thuần tốn nha. Nhưng mà đối với tôi thì mộ huyệt nó chỉ là huyệt a thị mà thôi, nó không có nói lên cái nét đặc biệt nào khác hết. Tất cả các mộ huyệt của kinh dương cũng như kinh âm nó chỉ là huyệt là a thị huyệt, tức là đau đâu chúng ta dán đó, nó không có phải là được nối tiếp với lệ quả thuật nha. Thì bây giờ quý vị xem nè, vừa rồi tôi trình bày là ở cái kinh tâm, huyệt hợp của kinh tâm đó nó nối với lệ huyệt hợp của kinh dương, tức là kinh đẩm đó, để rồi cái thử đó nó sinh mộc để nó dẫn tới tĩnh hỏa của kinh can. Thì quý vị sẽ thấy tĩnh hỏa của kinh can nó sẽ đi như thế nào. Hỏa nha, tĩnh vinh du kinh hợp, thì huyệt hợp của kinh can hành thử, phải không ạ? Huyệt hợp của kinh can hành thử nó sẽ đi đến dương mộc, mà dương mộc đó là huyệt hợp của kinh tam tiêu. Kinh tam tiêu là dương mộc, nó tiếp nhận cái ăn hợp của kinh thử để rồi nó sẽ sinh hỏa nha, nó sẽ sinh hỏa. Thì cái hỏa đó nó khởi đến được tĩnh của kinh tâm bầu lạc, để rồi tí sự dần vào dự dần là kinh tâm bầu lạc nó vận hành. Thì ở đây tôi giới thiệu trước một nét để sau này rồi quý vị sẽ thấy rõ thêm một cái phần nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta, tôi chỉ đưa một vài thí dụ để cho quý vị xem nha. Bây giờ quý vị xem ở kinh can và kinh tam tiêu, tôi lấy cái huyệt tĩnh này quý vị xem, huyệt tĩnh của hai kinh này nó là quẻ ly, ở dưới nó là quẻ tốn. Hỏa phong tĩnh. Bây giờ chúng ta xem nè, đối với cái bộ mặt mà nó đi theo cái thể ở trên nó là hỏa mà ở dưới nó là mộc, thì cái bộ mặt này đối với người bệnh như thế nào? Thì bây giờ chúng ta vẽ một đường thẳng ngang nha. Đây là 6 hoạt động, có phải là trên 6 hoạt động đó là dương không, dưới 6 hoạt động đó là âm, đúng chưa? Rồi bây giờ quý vị xem, mà trên 6 hoạt động mà cái mặt phù của nó đi theo quả ly, mà mặt trầm của nó đi theo quả tốn, ở đây có bệnh không? Có bệnh. Thứ nhất, nếu mà bệnh nhẹ thì hai cái quẻ này nó bằng nhau, tức là quẻ thuần, tức là trên là ly, dưới là ly, tức là quẻ thuần. Nhưng mà bệnh nó nặng thì nó bị tóc chia cái quẻ ra, thì dương của nó khác quẻ mà âm của nó khác quẻ. Cái điểm chúng ta xét thêm cái điểm nữa là cái phần dương và phần âm, quẻ của nó đi khác rồi, bây giờ bệnh của nó phải khác. Thứ nhất là hai cái quẻ này không thông với nhau. Nếu nó thông là nó cùng một quẻ, ở đây nó đã khác quẻ, tức là nó không thông.
bình thuộc dương nặng hay là bình thuộc âm nặng? Chúng ta phân tích thêm một cái nét nữa. Dương nặng. Bình thuộc dương nặng hơn. Bởi vì cái lực trung ám là cái lực chính khí của dương, và cái lực trung ám là lực chính khí của âm. Ở đây dương không có lực trung ám, tức là dương nặng hơn âm. Chúng ta thấy chúng ta có hai bộ mặt bên phải và bên trái. Nếu mà cái mặt của nó đi ở cái quẻ này mà thuộc về bộ hỏa nha, thì như vậy là bệnh của nó nằm ở tại bộ hỏa hoặc là bộ thủy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang học bộ mộc đi với điều chỉnh cho thủy hỏa và điều chỉnh cho thổ thử. Thì ở đây nếu cái bộ mặt này mà nó nằm ở bộ thốn bên này, tức là bệnh nó xảy ra ở bộ thốn, bệnh nó đang nằm ở bộ thốn, hoặc là do thủy nó gây bệnh cho hỏa, đó là cái nét đặc biệt. Thì chúng ta điều chỉnh làm sao để cho hai cái này nó thông nhau, dương và âm nó chưa thông, bởi vì lực chưa mắng hai cái nó bị khác nhau, là nó không thông. Thì chúng ta điều chỉnh như thế nào để cho nó thông, nó sẽ trở thành một tự, hoặc là một tự ly, hoặc là một tự tối, hoặc là tất cả đều đi khảm, hoặc là tất cả đều đi càn. Thành ra khi quý vị sử dụng huyệt mà nó chuyển trở lại thành một tự, cái đó là quý vị thành công. Không cần biết nó là tự gì, mà nó chỉ là một tự với nhau, có nghĩa là dương và âm đều thông nhau. Phần này là bệnh thuộc dương nặng hơn. Thuộc dương nó nằm ở đây, tức là vị nó có vấn đề. Quý vị nắm chỗ này chưa? Về phần âm thì có bệnh nhưng mà nó nhẹ. Do đó cho nên nếu như mà quý vị sử dụng đơn huyệt, tức là mặt nó đi theo cái quẻ này, thì quý vị sẽ chọn huyệt mà nó hành như thế này, quý vị châm, tức là huyệt gì? Đại đôn và quan xung, thí dụ như vậy. Nó có đủ sức để chuyển hóa không? Không đủ sức chuyển hóa. Mặc dù thì là nó đi theo cái quẻ tượng này, huyệt của nó tên như vậy, sử dụng huyệt như vậy để cho nó chuyển hóa, không chuyển hóa nổi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta điều trị bệnh là để quân bình khí huyết giữa sáu bộ với nhau. Do đó cho nên chúng ta không thể dùng đơn huyệt để điều chỉnh, mặc dầu cái quẻ tượng của nó đi như thế. Cái đó là trên lý thuyết. Thực tế quý vị có nghe được cái bộ mặt mà trên này nó đi ly, dưới này nó đi càn đi không? Chắc chắn là không. Phải không ạ? Thì chúng ta, tôi phân tích như vậy để chúng ta thấy rõ là đối với một cái quẻ nào đó mà nó bị chia ra khác nhau giữa phần dương và phần âm, thì bệnh của nó xảy ra ở đó. Mà nó thông nhau, tức là chúng ta làm cho nó thông nhau, giúp cho nó thông nhau, đó là chúng ta quân bình lại khí huyết. Không khác. Bây giờ tôi lấy một ví dụ thứ hai. Bây giờ ở trên nó đi quẻ đoài nha, ở dưới nó đi quẻ tốn. Quý vị thấy giữa hai cái bộ mặt này, ở trên nó đi đoài, ở dưới nó đi tốn, chúng ta thấy nó có thông nhau phần dương và phần âm không? Có. Bởi vì lực trung ám nó có, nó thông nhau. Nếu như mà nó nằm ở bộ thốn bên tay trái, thì đại trường bồ đề có thông không? Không. Có. Đại trường bồ đề nó thông nhau. Nếu như nó nằm ở bộ quan, bằng quan phế thông không? Không. Tức là cái quẻ này nói lên là phần dương và phần âm nó thông nhau. Bây giờ nói đến bệnh, bệnh nào nặng hơn? Bệnh nó, bây giờ giả sử như nằm ở bàng quang và phế này, bệnh ở bàng quang nặng hơn hay là bệnh ở phế nặng hơn? Bàng quang phế nặng hơn. Bàng quang âm. Ở bàng quang nó đi quẻ đoài,
ở Huế nó đi qua tối nặng bên đó nặng hơn bằng nhau. Người nó nặng bằng nhau. Bây giờ chúng ta xét nha, chúng ta xét nè, lực trung án của nó có, tức là hai cái đó thông nhau rồi chưa? Rồi. Nếu như bệnh ban ngày, nếu như bệnh ban ngày, cái điểm quan trọng của nó, cái điểm quan trọng của nó, quý vị lưu ý là chúng ta thấy là nên có khí nhiều hơn huyết ở ban ngày, bởi vì dương nó thăng. Nếu như bệnh xảy ra ở ban ngày thì cái phần dương này mà nó đi như vậy, tức là khí nó thiếu, khí nó thiếu. Quý vị thấy nè, ở đây là bàng quang, ở cái bàng quang này nó lại có hai phần. Phần thứ nhất là bàng quang thuộc biểu, tức là dương của kim, và bàng quang thuộc lý, tức là âm của kim. Thì quẻ này, quẻ đoài này nó sẽ thành ra hai quẻ, nó cùng một tượng mà, nó thành hai quẻ. Ở đây là cái lực trung ám ba hạt đậu, ở đây là cái quẻ đoài thuộc dương, ở đây là cái quẻ đoài thuộc âm nha. Tôi vẽ lại cái phần này, một cái nó đi đoài, đây là phần dương, một cái nó đi đoài, ở đây là bàng quang dương và bàng quang âm. Bệnh nó xảy ra thuộc bàng quang dương hay là bàng quang âm? Nếu mà ban ngày nó bị bệnh, chúng ta thấy mặt đi trầm, tức là nó tích ở phần âm, thì chúng ta phải chỉnh cho nó, để làm sao để mặc dù thì là âm và dương nó thông nhau, phần kim dương và phần kim âm nó thông nhau, nhưng mà chúng ta phải chỉnh làm sao để cho mất đi cái phần huyết nó đang bị tích ở phần dương nha. Thì phần này nó đi vào chi tiết nha. Nếu như quý vị mà xét tượng mặt thì quý vị chỉ cần xét hai cái nét thôi, phần dương và phần âm, tức là bàng quang hoặc là phế. Thì khi quý vị điều chỉnh mà bộ kim nha, thì quý vị nó tự động mà, cái lục khí nó hay lắm, là nó tự động nó trao đổi khí huyết giữa tất cả các bộ với nhau, để rồi nó quân bình. Hai cái tượng, như là tượng trên là quẻ đoài, ở dưới nó là quẻ tốn, thì hai cái tượng nó cũng sẽ thông nhau, mất đi cái phần mặt đi trồng nha, và tăng thêm cái phần mặt của phần dương, thì cái lực trung ám của ba hạt đậu hay là chín hạt đậu nó thông nhau. Thì bây giờ chúng ta nói đến bộ một nha. Cô bôi cái phần này đi. Chúng ta xem bộ một. Bộ một ở đây dương của nó là tam tiêu, âm của nó là ca. Bây giờ chúng ta nói đến thủy hỏa. Thủy là tiểu trường, hỏa là thận. Về phần bên này vị là dương, tâm bồ lạc là âm, một thúc một túc một thủ. Bây giờ chúng ta lấy gan mộc làm chủ kinh để trao đổi khí huyết cho cái hai gan này. Bây giờ chúng ta xem cái bộ mộc ở đây nó vô lực, nó đi theo quả khôn. Ở đây nó vô lực, nó đi theo cái quẻ chấn. Ở đây nó vô lực, nó đi theo quẻ tấn. Ở
đây là thể gì quý vị? Ở đây là cái thể ba bộ đều vô lực, đúng chưa? Chúng ta đã biết thì là tôi lại bài, khi quý vị sử dụng một bộ như là bộ mộc thủ châm, nó có 13 huyệt, túc châm 13 huyệt, âm châm 14 huyệt và chương châm 12 huyệt. Như tôi đã trình bày lúc ban đầu là dùng vô lực điều chỉnh cho vô lực, dùng vô lực điều chỉnh cho hữu lực, dùng vô lực điều chỉnh cho hữu lực và vô lực. Thì đây là cái dạng dùng vô lực điều chỉnh cho vô lực. Mà ở đây thủy hỏa nó rõ ràng là nó vô lực. Còn tôi đố các quý vị ba cái bộ này lực của nó như thế nào? Ba cái này đương nhiên là nó khác rồi, nhưng mà nó hữu lực hay vô lực? Hữu lực. Hữu lực. Ba cái này nó hữu lực. Nha. Bởi vì sao? Bởi vì ba cái này nó hữu lực thì cái này dùng vô lực để điều chỉnh cho vô lực. Phải không à? Ba cái này nó vô lực. À, ba cái này nó hữu lực, giả sử như nó đi càng hoặc là nó đi tốn hoặc là nó đi đoàn. Ba cái này nó hữu lực. Mà ở đây chúng ta điều chỉnh hai cái này nó lực nó bằng nhau mà nó là vô lực. Mà trong đó chúng ta thấy cái này nó vô lực so với bên kia nó hữu lực, thì chúng ta chọn cái vô lực chúng ta điều chỉnh. Chỉ có vậy thôi. Thì đây trong trường hợp là dùng vô lực điều chỉnh cho vừa hữu lực vừa vô lực. Ở cái dạng nếu mà cái này nó là vô lực đều có hết trơn đó. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý, tôi lưu ý quý vị là hai cái bộ mặt này nó bằng nhau mà cái lực mặt này nó vô lực so với các bộ kia, thì chúng ta chọn nó, lý do đó mà thôi. Đúng chưa? Đúng chưa? Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta xem. Tôi bôi đi nha. Thôi được rồi, để ở đây cũng được. Ở đây. Chúng ta xem này. Sử dụng ở tam tiêu và can, hoặc là thủ châm là tam tiêu, hoặc là thủ châm là can, hoặc là cả hai, thì chúng ta thấy cái nguyên tắc của nó là cái gì? Bệnh nó nằm ở hai cái này. Hai cái này nó lực của nó vô lực như nhau. Bệnh nhẹ hay bệnh nặng? Nặng. Nó vô lực là nó nặng. Nhẹ, nhẹ, cùng bệnh. Nó cùng, nó thông nhau, tức là nó cùng lực trung án nó không có. Nặng nhưng mà nhẹ, dễ chữa. Còn trường hợp nào mà nặng mà khó chữa? Hai cái này, một cái hữu lực, một cái vô lực. Cái thủy hỏa nó không có thông, cái đó là nó nặng. Ở đây nó thông, tức là nó nhẹ, mặc dù nó vô lực. Quý vị sử dụng cái bộ này là nó lôi kéo luôn cả cái hữu lực bên này nó nuôi. Không phải thì là sử dụng một bộ này mà mấy bộ kia nó nằm yên đâu, không có. Nó thông nhau hết trơn á. Nó hay, hay chỗ đó đó. Chúng ta không đụng tới nó, nhưng mà nó thông. Nhờ cái hữu lực của ba cái bộ kia mà nó chuyển qua nó nuôi men này. Chúng ta thấy chỗ này này, giữa hỏa và thổ, một cái hữu lực, một cái vô lực, rõ ràng là nó không thông, đúng không ạ? Thế thì chúng ta dùng cái anh mộc để điều chỉnh thủy hỏa thì tự nhiên cái anh thổ này nó phản sinh, nó nuôi được cái hỏa. Hoặc là cái anh kim nó theo cái hệ khí nó nuôi được cái anh này. Khi anh này hữu lực rồi thì hai cái này nó thông. Hoặc là cái anh bộ khí thuộc thử, khi mà sử dụng hai cái anh này rồi đó thì cái anh thử nó chuyển qua nó phản sinh thủy, và đồng thời nó tự động nó giúp cho cái hỏa. Mặc dù chúng ta không đụng đến cái huyệt nào mà ở tại ba kinh này hết. Đây là cái giá trị của luật khí, rất là hay, rất là kỳ lạ. Quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy nó chuyển biến nhờ cái gì quý vị? Nhờ cái thứ nhất là lạc khích, nhờ cái thứ hai là chủ kinh không có du huyệt và phụ kinh phải có du huyệt. Đó là cái điểm đặc biệt mà chúng ta nắm được cái phần căn bản đó thì quý vị sẽ sử dụng rất là linh hoạt và chắc chắn đúng nha. Bây giờ chúng ta thử so sánh giữa cái anh thủ châm, cái anh túc châm và cái anh dương châm, âm châm. Quý vị xem được rồi, bây giờ tôi có thể tôi bôi được rồi.
Quý vị xem khi quý vị trao đổi khí huyết giữa hai bên, bên bổ khí, bên bổ huyết, thì chúng ta có bốn dạng căn bản. Thứ nhất là thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Nha. Bây giờ chúng ta nói đến thủ châm trước này. Thủ châm thì chúng ta chọn kinh gì? Kinh Tam Tiêu làm chủ kinh. Tam Tiêu làm chủ kinh thì không có du huyệt nha. Rồi hai kinh phụ chúng ta có cái gì? Tâm Bồ Lạc và Tiểu Trường. Hai kinh này là phụ kinh, phải có du huyệt. Ở kinh Tam Tiêu chúng ta sử dụng hai hành thủy hỏa. Chúng ta xem nè, ở kinh Tam Tiêu nhé, chúng ta chọn nè, tấn nha, tấn tấn vân du nguyên nha, phong huyệt nguyên, hai kinh này được chưa? Rồi du tam huyệt hai huyệt của thôi. Chúng ta xem đến kinh Tâm Bồ Lạc. Kinh Tâm Bồ Lạc phải chọn huyệt thành mộc. Chúng ta xem tấn vân du kinh hợp. Huyệt hợp của kinh Tâm Bồ Lạc hành mộc. Chúng ta xem kinh Tiểu Trường nha, tấn vân vân huyệt của kinh Tiểu Trường làn mộc. Đến đây huyệt lục khí đủ chưa? Đủ rồi. Chưa. Huyệt lục khí đủ rồi, bây giờ chúng ta chọn vô huyệt rồi thôi. Đúng chưa? Chọn lạc hết. Chọn lạc hết, à đúng. Bây giờ chúng ta chọn lạc hết. Hoặc là lạc, hoặc là hết. Quý vị còn thắc mắc càng khôn gì không? Không còn phải không? Hết rồi, mừng quá. Bây giờ huyệt lạc khích thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta xem cái sự liên hệ biểu lý của ba kinh này như thế nào nha. Tam Tiêu và Tâm Bồ Lạc là biểu lý, thì như vậy anh Tiểu Trường nên chọn thêm một cái nữa là tâm. Ở đây quý vị chọn là thì quý vị sẽ có thêm bốn huyệt lạc. Nhờ lạc huyệt này mà nó thông được các kinh kia. Nên nhớ huyệt lục khí và huyệt lạc nó thông được các kinh kia nhờ du huyệt của phụ kinh và không đụng tới du huyệt của chủ kinh, là nó thông nhau và thông rất là nhanh. Quý vị nghe mặt, quý vị không cần biết trên nó là ly, dưới nó là càng, không cần biết cái thể này nữa. Chúng ta chỉ học lý thuyết để chúng ta phân tích xem bệnh thuộc dương hay bệnh thuộc âm, bệnh nào nặng hơn bệnh nào, và chúng ta sử dụng thủ châm, túc châm, dương châm hoặc là âm châm, thì tự nhiên cái này nó sẽ trở thành một quẻ ngay, không cần biết nha. Chúng ta học lý thuyết và khi chúng ta thực hành thì tự động nó trao đổi được nhau. Bây giờ chúng ta nói đến phần túc châm. Về phần túc châm thì chúng ta chọn kinh nào? Kinh can. Kinh can là chủ kinh, không có du huyệt. Kinh nào thuộc túc, vị và thận? Vị và thận. Ở vị và thận là có du huyệt. Ở kinh can chúng ta chọn hai huyệt hành thủy và hỏa. Chúng ta xem tấn kinh can có tấn kinh âm nha, tấn kinh âm thì sẽ phối hợp với huyệt hợp của kinh dương. Kinh dương ở đây là kinh bàng quang, như vậy là tấn đi với hợp của bàng quang. Khi nói đến hợp của kinh dương, kinh bàng quang thì nó là quả thuần. Huyệt hợp của kinh bàng quang là huyệt thần kim, thì nó là thần tấn. Nhiệm vụ của nó là nó nối tiếp, nó trao đổi giữa dương và âm nha. Rồi bây giờ chúng ta xem
ở kinh ca tỉnh rồi, bên vô kinh, không có nguyên nha, kinh âm là kinh, rồi kinh của kinh kinh ca, rồi chưa? Chúng ta xem đến vị và thật, ở vị chúng ta chọn gì? Hai cái này có du huyệt nha, rồi chúng ta chọn tỉnh, vân, du, nguyên, kinh, kinh của kinh, kinh vị. Chúng ta xem ở kinh thận, chúng ta thấy tỉnh, vân. Như vậy là kinh thận chúng ta có vân huyệt. Bây giờ chúng ta xét lạc hết, ở trên này chúng ta dùng lạc, như dưới này chúng ta dùng lạc. Chúng ta xem là lạc huyệt của can, lạc huyệt của vị và lạc huyệt của thận. Chúng ta xem ba cái kinh này nó có liên hệ với nhau theo đủ lý không. Can thì phải đi với động, ở đây không có động. Vị đi với tỳ, không có tỳ. Thận đi với bàng quang, không có bàng quang. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn, nếu quý vị chọn can làm chính thì quý vị nên thêm động. Chúng ta có là nha, nếu quý vị chọn vị làm chính thì chúng ta nên chọn kinh tỳ. Nếu quý vị chọn thận làm chính thì quý vị nên thêm kinh bàng quang. Chúng ta có bốn các căn bản, hoặc là đợm đi với ba kinh này, hoặc là tỳ đi với ba kinh này, hoặc là bàng quang đi với ba kinh này, hoặc là sáu lạc huyệt của túc. Rõ chưa? Bây giờ chúng ta nói đến dương châm. Dương châm thì chúng ta chọn tam tiêu làm chủ kinh. Gì nữa? Chúng ta có tiểu trường và chúng ta có vị. Tam tiêu, tiểu trường và vị là thuộc dương châm. Chúng ta các huyệt này không thay đổi, không à? Tuy nhiên có huyệt tĩnh của kinh can đó, nó có chúng ta không xài, đúng không? Các huyệt tam tiêu, tiểu trường và vị không thay đổi nha. Chúng ta xét cái lạc huyệt của nó, chúng ta xét lạc huyệt như thế nào? Chúng ta xét lạc huyệt của tam tiêu, tiểu trường và vị thì chúng ta thấy tam tiêu phải đi với đợm, ở đây không có đợm. Nếu quý vị chọn tam tiêu làm chủ thì nên có thêm đợm. Chúng ta có bốn kinh: tam tiêu, tiểu trường, vị và đợm. Nếu quý vị chọn tiểu trường thì quý vị chọn thêm bằng quang, tức là chúng ta có bốn kinh: tam tiêu, tiểu trường, bằng quang và vị, lạc huyệt nha. Nếu quý vị chọn vị thì quý vị nên chọn đại trường, đúng chưa? Chúng ta có tam tiêu, tiểu trường, vị và đại trường, tức là có thêm về dương châm. Chúng ta có vị về đại trường là dương minh kinh đó, bằng quang và dương trường là thái dương kinh, tam tiêu và đợm là thiếu dương kinh, hoặc là sáu lạc huyệt của sáu kinh kinh dương, đúng chưa? Bây giờ chúng ta chọn đến âm châm. Âm châm thì chúng ta có tam bộ là can và thận. Dùng can làm chủ kinh, nhớ nha, có tĩnh huyệt thì có huyệt hợp phối hợp, rồi đừng có sơ sót cái này. Quý vị xem về phần lạc huyệt để thông kinh thì chúng ta có can và tâm bộ lạc là kinh quyết âm. Ở đây chúng ta có thận rồi thì chuyển thêm kinh tâm, tức là thiếu âm kinh. Như vậy chúng ta có bốn kinh trong phần âm châm, gồm có tâm bộ lạc, can, thận và tâm là xong. Quý vị có gì thắc mắc về phần thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm của một làm chủ kinh, thủy hỏa làm chủ kinh hay không? Không có không? Bây giờ chúng ta đi tiếp cái phần bộ một làm chủ kinh. Bộ một làm chủ kinh thì chúng ta
trao đổi khí huyết giữa mộc và thổ thử. Thổ đây tức là kinh gì quý vị? Đại trường và tỳ. Bên này chúng ta có đởm và tâm. Bây giờ tôi sẽ đưa mấy cái tượng cho quý vị xét nè. Chúng ta thấy có một số cái căn bản là nếu quý vị lấy mộc làm chủ kinh mà trao đổi cho thổ thử. Thứ nhất là thổ thử lực mặt của nó bằng nhau, hoặc là hữu lực hoặc là vô lực. Cái mộc nó sẽ theo hoặc là hữu lực hết hoặc là vô lực hết nha. Nó sẽ theo hai cái này, như trường hợp cái thí dụ vừa rồi. Bây giờ thổ và thử lực mặt của nó khác nhau, một cái hữu lực một cái vô lực, thì cái mộc này nó cũng sẽ theo một trong hai cái đó, một là nó hữu lực, hai là nó vô lực, hai cái giống nhau nha. Hoặc là mộc giống với thử, hoặc là mộc giống với thổ. Như vậy chúng ta vì trao đổi khí huyết như bộ khí và bộ huyết, cho nên chúng ta có thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm, phải không ạ? Bây giờ tôi đưa một cái thí dụ cho quý vị xem. Bây giờ giả sử nó hữu lực hết nha, hữu lực hết. Giả sử nha, đây là cái thí dụ, nó lỡ hữu lực hết. Mà ở đây quý vị thấy mà ta đi hữu lực tức là dễ chữa, phải không ạ? Dễ chữa. Rồi quý vị sẽ thấy như thế này. Chúng ta có nhìn cái quả tượng này, chúng ta thấy à, hai cái lực mặt này nó hữu lực nha. Ở đây chúng ta thấy chúng ta dùng bộ mộc để trao đổi khí huyết để quân bình cho thổ thử, mà hai cái này rõ ràng là nó khác nhau ở cái chỗ là một cái đi trầm thuộc âm, một cái vô lực thuộc âm. Nhẹ thôi, tức là một cái hữu lực một cái vô lực thuộc trầm thuộc âm, dùng cái này để trao đổi khí huyết. Vì chúng ta đang học bộ mộc trao đổi cho thổ thử, thành ra chúng ta áp dụng theo phương pháp này. Nếu quý vị không áp dụng theo phương pháp này, quý vị áp dụng theo cái bộ mặt nào? Quý vị sẽ thấy ba cái lực mặt này giống nhau, phải không ạ? Đúng chưa? Có thể quý vị dùng kim trao đổi cho thổ thử. Có thể quý vị sử dụng hỏa trao đổi cho thổ kim. Hoặc là quý vị sử dụng thổ trao đổi cho kim và hóa. Chúng ta đã học các cách đó rồi. Hoặc là quý vị sử dụng ba cái lực mặt này nó hữu lực, nhưng mà một cái nó bị vô lực ở phần dương, hai cái vô lực phần dương, một cái vô lực phần âm, thì quý vị chọn ba cái này, hoặc là cái này làm chủ kinh trao đổi khí huyết cho thủy thử, hoặc là thủy làm chủ kinh trao đổi khí huyết cho thử và mộc, hoặc là thử làm chủ kinh trao đổi khí huyết giữa mộc và thủy, đều được hết. Hoặc là trao đổi khí huyết giữa một bộ huyết, hoặc là trao đổi khí huyết giữa một bộ khí. Thành ra tôi hướng dẫn cho quý vị rất nhiều cách, và từng bước một, tất cả các bộ nó đều liên quan chặt chẽ với nhau, dùng bộ nào cũng được hết, nó ổn định khí huyết ngay. Đây là cái điểm đặc biệt của lục khí. Mà ở đây tôi trình bày bộ mộc làm chủ kinh, thổ thử làm phụ kinh. Nào bây giờ chúng ta xem, nếu lấy mộc làm chủ kinh thủ châm thì chúng ta có tam tiêu. Tam tiêu thì chúng ta sử dụng dương châm, thủ châm nhé, thủ châm thì chúng ta chủ kinh tam tiêu, phụ kinh của nó là đại trường và tâm. Về tâm tiêu làm chủ kinh thì chúng ta không có du huyệt. Đại trường và tâm có du huyệt,
Du hịch của tại trường tên gì quý vị? Tham gia đô lô khảo bài chơi nha. Du hịch của Tâm tên gì? Thành Môn. Dạ, học nhiều quá rồi. Rồi, bây giờ chúng ta xem ở tinh tâm tiêu, chúng ta sẽ chọn hai người thổ và thử. Chúng ta xem tâm tiêu nè, Tấn, Vinh. Như vậy chúng ta có Vinh người của kinh tâm tiêu. Tấn, Vinh, Du, Nguyên, Kinh. Hay anh gái không? Anh Kinh, Vinh và Kinh của kinh tâm tiêu. Tại trường có Du huyệt, Tâm có Du huyệt, chúng ta thêm hai người Hạnh, Mộc. Ở kinh đại trường, mộc huyệt của nó là huyệt gì? Tấn, Vinh, Du, Nguyên. Như vậy là nguyên huyệt của đại trường tên gì? Hợp cốc. Nha, huyệt hợp cốc, cái quẻ tượng chép của nó, thượng quái và hạ quái, nó như thế nào? Mộc phương mộc. Huyệt huyệt hợp cốc á, cái quẻ tượng của nó. Mộc. Tức là quẻ thượng của nó là quẻ tốn, quẻ hạ của nó tốn. Trên đại trường nó thuộc bộ nào? Đại trường thuộc bộ thổ. Thổ. Quẻ thuần là huyệt hợp, chị nhớ chuyện điều đó. Huyệt hợp của kinh dương là quẻ thuần, chị nói là quẻ thuần tốn thì như vậy không phải là huyệt hợp cấp. Nó nằm ở bộ thổ, tức là quẻ đoài. Đây là huyệt hợp cốc nha. Cùng tượng với huyệt hợp cốc là huyệt gì quý vị? Của kinh âm. Cùng tượng của nó chỉ có hai tượng giống nhau thôi. Đúng rồi, là thuộc mộc. Đúng rồi, nó nằm ở bộ thổ, tức là trên là tốn, dưới là đoài. Một huyệt nữa, nó tương tự cùng một tượng. Cùng một quả tượng, tức là trên là tốn, dưới là đoài, mà thuộc về kinh âm. Tỳ. Nằm ở kinh tỳ, là huyệt gì? Kinh huyệt. Huyệt kinh. Kinh dương là huyệt nguyên, thì kinh âm mình nói là huyệt kinh. Tĩnh, Vinh, Du, Kinh, tức là huyệt thương. Thương khương. Kệ lâu lâu hỏi vậy để cho quý vị nhớ nhớ chút xíu. Không có khảo bài phải không? Mừng quá. Rồi bây giờ như thế này. Nói đến kinh tâm thì chúng ta lấy huyệt tĩnh. Tĩnh của kinh tâm nha. Chúng ta sẽ phối hợp huyệt hợp của kinh dương, tức là huyệt của đại trường. Rồi chưa? Rồi chúng ta nói đến, đây là thủ châm nha. Chúng ta nói đến túc châm. Túc châm thì chúng ta lấy kinh gì? Lấy kinh gì? Kinh can. Kinh can. Kinh can làm thủ kinh. Trên chưa nói lạc hết rồi. À, giờ nói thêm lạc hết. Khoa nói về túc châm. Bây giờ chúng ta sử dụng khích huyệt nha. Chúng ta có 3 khích huyệt căn bản: tam tiêu, đại trường và tâm. Bây giờ chúng ta xét xem biểu lý của cái này. Tam tiêu đi với tâm bồ lạc, không có kinh tâm bồ lạc. Như vậy nếu quý vị chọn kinh tam tiêu thì quý vị nên thêm kinh tâm bồ lạc khích huyệt. Nếu quý vị chọn đại trường làm chính nha, thì quý vị nên chọn thêm cái âm phế. Nếu quý vị chọn tâm thì quý vị nên chọn thêm một cái nữa là tiểu trường. Đây là 3 cách căn bản. Nếu như quý vị sử dụng khích huyệt của 6 kinh âm càng tốt. Đã chưa? Rồi bây giờ chúng ta nói đến túc châm. Túc châm thì chúng ta chọn kinh can làm chủ kinh. Chúng ta có 2 kinh phụ, đó là kinh đởm và kinh tỳ. Ở kinh can chúng ta chọn 2 huyệt thổ thử. Chúng ta tĩnh, Vinh. Như vậy là Vinh huyệt của kinh can. Tĩnh, Vinh, Du, Kinh
hợp. Như vậy là huyệt vinh và huyệt hợp của kinh can. Chúng ta chọn ở kinh đởm và kinh tỳ, huyệt hành mọt. Ở đởm chúng ta thấy tấn nha, tấn của đởm. Rồi ở kinh tỳ chúng ta thấy tấn vinh vô kinh. Kinh, đúng không? Tấn vinh vô kinh. Như vậy là kinh tỳ chúng ta có việc kinh và thêm thêm vô, rõ chưa? Rồi bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt, phải không ạ? Khích có ba khích huyệt căn bản của can, đởm và tỳ. Ở đây chúng ta có kinh can, kinh đởm, thì chúng ta nên có thêm một kinh nữa đối với tỳ, tức là vị. Huyệt lục khí xong, khích huyệt phối hợp xong là nó sẽ trao đổi các cái kia. Rồi bây giờ chúng ta nói đến phần dương châm. Dương châm thì chúng ta chọn tam tiêu, đại trường và đởm, ba kinh này. Thì tam tiêu là chủ kinh, đại trường và đởm là phụ kinh có du huyệt, thì các huyệt như vậy không thay đổi, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta chọn khích huyệt, thì chúng ta xem tam tiêu và đởm đó là kinh thiếu dương, đại trường nên có thêm một kinh nữa là kinh vị, nó thuộc về dương minh kinh, rồi chưa? Rồi nói đến âm châm thì chúng ta lấy kinh can làm chủ kinh, kinh can làm chủ kinh, phụ kinh gồm có kinh tâm nha và kinh tỳ. Kinh can làm chủ kinh không có du huyệt, tâm và tỳ có du huyệt, các huyệt như vậy không thay đổi, đúng chưa? Rồi về khích huyệt thì chúng ta mới xét giữa tâm, can và tỳ nó liên quan gì với nhau. Chúng ta thấy kinh tâm, nếu chúng ta chọn tâm làm chính thì chúng ta nên chọn kinh thận, bởi vì nó là kinh thiếu âm, như vậy là thêm thận nha. Rồi khích huyệt nha, nếu quý vị sử dụng kinh can làm chính thì quý vị nên thêm kinh tâm vào, tâm vào là. Và nếu quý vị sử dụng tỳ làm chính thì quý vị nên thêm phế, nó là kinh thái âm. Nếu quý vị thích thì sử dụng luôn 6 huyệt khích của 6 kinh. Đến đây là tôi đã trình bày xong cái phần mộc làm chủ kinh, thổ thử phụ kinh. Thì ngày hôm nay chúng ta coi như là đi chọn xong bộ mộc. Quý vị có gì thắc mắc ở đây không? Nếu không thắc mắc, chúng ta có thể nghỉ ở đây. Và tôi hy vọng rằng quý vị áp dụng, tức là chúng ta học đến đâu, chúng ta áp dụng đến đó, để cho quý vị nhập tâm. Và quý vị áp dụng đi, quý vị sẽ thấy cái diệu dụng của huyệt lục khí như thế nào. Thì kỳ tới chúng ta bàn đến huyệt ở bộ gì quý vị? Bộ hỏa. Thủy rồi, thử rồi, mộc rồi, trời không có thông minh cho suy ra chút xíu. Bộ hỏa chúng ta học thủy rồi phải không? Thử rồi phải không? Ngày hôm nay học mộc phải không? Kỳ tới học hỏa. Ok rồi, chúng ta nghỉ ở đây. Thắc mắc gì đây?
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã học bộ mộc xong rồi. Thì bây giờ tôi xin trình bày trên cơ thể về bộ mộc. Thì chúng ta có hai phần kỳ này. Phần thứ nhất là bộ mộc mà lấy thủy hỏa phụ kinh. Thì bây giờ tôi trình bày trước về vấn đề bộ mộc làm chủ kinh, thủy hỏa phụ kinh. Thì bây giờ nó như thế này nha. Chúng ta khi chúng ta xem mạch thì chúng ta đã biết bộ mộc tức là nó nằm bên bộ quan bên tay trái, và thủy hỏa tức là bộ thủy nằm ở bộ sức bên tay trái, và bộ hỏa nằm ở bộ thốn bên tay phải. Thế thì khi nào chúng ta sử dụng bộ mộc làm chủ kinh và thủy hỏa làm phụ kinh, thì chúng ta đã biết là thứ nhất là thủy hỏa lực của nó mạnh bằng nhau, mà bộ mộc yếu so với thủy hỏa. Ta lấy bộ mộc làm trung gian để điều chỉnh khí huyết ở đại thủy hỏa. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là thủy hỏa lực mặt bằng nhau nhưng nó yếu, thì bộ mộc nó lại mạnh hơn so với các bộ khác. Thì chúng ta lấy bộ mộc làm chủ kinh để quân bình khí huyết cho thủy hỏa. Cái điểm thứ ba là thủy hỏa lực của nó khác nhau, tức là một cái mạnh một cái yếu, thì bộ mộc nó cũng sẽ mạnh bằng một bộ trong thủy hỏa hoặc là yếu bằng một bộ trong thủy hỏa. Thì chúng ta lấy mộc làm chủ kinh, cân bình khí huyết cho thủy hỏa. Khi quý vị sử dụng huyệt ở tại hai tay thì chúng ta có bốn cách căn bản. Thứ nhất là thủ châm, thứ hai túc châm, thứ ba là dương châm và thứ tư là âm châm. Bây giờ tôi xin trình bày bộ mộc làm chủ kinh, thủy hỏa làm phụ kinh và thủ châm. Chúng ta đã biết là chúng ta sử dụng salon pad và chúng ta cắt theo những hình mẫu đã trình bày kỳ trước. Bây giờ chúng ta xem thủ châm thì chúng ta có mộc tức là kinh tam tiêu. Về kinh tam tiêu thì vì là chủ kinh cho nên chúng ta không có du huyệt, mà chúng ta sẽ chọn hai huyệt thủy hỏa. Huyệt hỏa của kinh tam tiêu tức là huyệt tĩnh, huyệt thủy của kinh tam tiêu tức là huyệt nguyên. Rồi, ở kinh tam tiêu chúng ta đã chọn hai huyệt thủy hỏa xong rồi, thì ở tại kinh thủy hỏa về thủ châm chúng ta sẽ sử dụng huyệt thành mộc. Thì ở tại kinh thủy tức là kinh tiểu trường là phụ kinh, chúng ta có du huyệt. Huyệt mộc của kinh tiểu trường tức là huyệt vinh. Về hỏa kinh, hỏa kinh thì chúng ta có kinh tâm bầu lạc. Ở kinh tâm bầu lạc là phụ kinh cho nên có du huyệt. Và hỏa huyệt của kinh tâm bầu lạc tức là huyệt tĩnh. Khi quý vị sử dụng tĩnh huyệt của kinh tâm bầu lạc thì quý vị sử dụng huyệt hợp để phối hợp. Thì ở tại hỏa kinh tức là kinh tâm bầu lạc nó nằm đây, thì chúng ta sẽ phối hợp với lại huyệt hợp của kinh đối xứng tức là kinh thủy, tức là kinh tiểu trường. Về kinh tiểu trường thì chúng ta có huyệt hợp là huyệt tiểu hải. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần huyệt căn bản. Bây giờ chúng ta nói đến là khích. Thì chúng ta đã xem kinh tam tiêu thì sẽ phối hợp với lại kinh tâm bầu lạc. Như vậy chúng ta có tam tiêu và tâm bầu lạc là hai kinh biểu lý. Bây giờ chúng ta chỉ chọn một kinh tiểu trường và kinh tâm nha. Thì bây giờ chúng ta sử dụng lạc huyệt. Thì lạc huyệt của kinh tiểu trường tức là huyệt chi chánh. Lạc huyệt của kinh tam tiêu tức là huyệt ngoại quan. Lạc huyệt của kinh tâm bầu lạc tức là nội quan. Và lạc huyệt của kinh tâm tức là huyệt thông minh. Như vậy là chúng ta xong cái phần sử dụng lạc huyệt phối hợp với huyệt lục khí, xong phần thủ châm. Bây giờ chúng ta nói đến túc châm. Về phần túc châm thì chúng ta xem ở kinh mộc tức là kinh can. Thì ở kinh can chúng ta không có du huyệt mà chúng ta sẽ chọn hai hành thủy hỏa. Hỏa huyệt của kinh can tức là huyệt tĩnh.
thủy huyệt của kinh can, tức là huyệt kinh. Khi quý vị sử dụng tĩnh kinh âm thì quý vị sử dụng huyệt thở của kinh dương. Ở kinh can thuộc mộc thì như vậy là kinh bằng quang sẽ là huyệt thủy trung. Huyệt thủy trung và huyệt đại đôn nó là hai huyệt phối hợp. Bây giờ chúng ta xét đến cái phần mà hai kinh phụ của thủy hỏa, tức là thận và vị. Thì ở kinh vị chúng ta có huyệt vô, ở kinh thận chúng ta có huyệt vô vì là phụ kinh. Bây giờ ở kinh vị và kinh thận chúng ta sẽ chọn hành mộc. Mộc huyệt của kinh thận tức là huyệt vinh, huyệt mộc của kinh vị tức là huyệt kinh. Rồi, chúng ta xong phần căn bản của túc tâm. Bây giờ chúng ta nói đến lạc huyệt. Bây giờ quý vị xem nhé, ở kinh can chúng ta phối hợp với kinh đợm chúng ta không có. Ở kinh vị sẽ phối hợp với kinh tỳ không có. Ở kinh thận chúng ta phối hợp với bàng quang không có. Như vậy là chúng ta nên chọn 6 cái huyệt lạc của 6 kinh. Cái đó là cái phần căn bản nhất. Nếu quý vị không cần phải chọn 6 huyệt nó nhiều thì quý vị chỉ cần chọn. Chúng ta có can thì chúng ta thêm đợm. Thì đợm, huyệt lạc của đợm tức là huyệt quang minh, năm thốn. Rồi, chúng ta đã có kinh đợm rồi, bây giờ chúng ta chọn kinh vị. Chúng ta chọn kinh can. Như vậy chúng ta có can, vị, chúng ta có kinh thận nha. Kinh thận, huyệt lạc của kinh thận và huyệt lạc của kinh đợm. Như vậy là chúng ta có 4 kinh căn bản. Rồi, nếu quý vị không chọn kinh đợm thì quý vị chọn kinh phối hợp với kinh vị, tức là kinh tỳ. Thì ở kinh tỳ chúng ta có kinh tỳ nha, kinh vị nha, kinh can nha và kinh thận. Và ngoại tức là 4 kinh chủ yếu. Thì bây giờ chúng ta chọn là huyệt của tỳ. Rồi, chúng ta có tỳ, can, vị và thận, 4 kinh. Bây giờ nếu quý vị không chọn kinh vị, chúng ta chọn kinh thận đi với biểu lý là bàng quang, thì chúng ta sẽ chọn lạc huyệt của bàng quang. Lạc huyệt của bàng quang. Rồi, như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần túc châm. Tôi xin nói lại, túc châm quý vị có 3 kinh chính, vị, can và thận. Nó không liên quan gì biểu lý với nhau. Thì chúng ta sẽ có 3 cách căn bản. Căn bản thứ nhất là kinh can phối hợp với đợm. Căn bản thứ hai là tỳ đối với vị. Căn bản thứ ba là thật đối với bàng quang. Còn cách nữa là quý vị sử dụng luôn tất cả 6 cái lạc huyệt của túc châm. Là coi như quý vị không cần phải tính toán giữa can, đợm hay tỳ vị hay thật bàng quang làm gì. Rồi bây giờ chúng ta nói đến dương châm. Về phần dương châm thì như quý vị đã biết là kinh tam tiêu tức là thuộc mộc làm chủ kinh. Và kinh dương châm chúng ta có kinh vị và kinh tiểu trường, phải không ạ? Về phần dương châm thì các huyệt của nó đã ổn định rồi. Nhưng khi quý vị sử dụng dương châm thì quý vị không cần phải sử dụng huyệt hợp của tiểu trường và huyệt hợp của bàng quang, mà chúng ta sử dụng những huyệt như vậy. Bây giờ quý vị sẽ chọn phần dương châm thì là huyệt như thế nào. Thì quý vị thấy là tiểu trường, tam tiêu và vị, ba kinh dương này nó không có liên hệ biểu lý. Thì quý vị có thể chọn tiểu trường đi với bàng quang, tam tiêu đi với đợm và vị đi với đại trường. Thì sẵn đây chúng ta sử dụng huyệt lạc của đại trường luôn. Rồi, phần dương châm tôi đã trình bày xong. Thì chúng ta nói đến phần âm châm. Về phần âm châm thì quý vị đã biết là kinh can làm chủ kinh, không có du huyệt. Kinh tâm bào và kinh thận là phụ kinh, có du huyệt. Thì khi quý vị sử dụng xong rồi
Thì khi quý vị sử dụng tĩnh của kinh âm thì có huyệt hợp của tiểu trường phối hợp, tĩnh của kinh can có huyệt ủy trôn của bàng quang phối hợp. Thì khi quý vị sử dụng xong rồi thì quý vị sẽ thấy là kích nó đi như thế này, là thật đi với tâm, can đi với tâm bảo. Ở đây chúng ta có can đi với tâm bảo rồi thì chúng ta nên thêm cái kinh tâm, như vậy là thật đi với tâm. Ở đây chúng ta không cần kinh phế và không cần kinh tỳ, phải không ạ? Rồi bây giờ tôi đã trình bày xong cái phần âm châm nha. Thì khi quý vị nghe mạch, quý vị sẽ thấy bộ mộc nó có vấn đề so với thủy hỏa. Thì quý vị dùng bộ mộc làm chủ kinh để quân bình thủy hỏa. Thì chúng ta có bốn cách châm căn bản. Thì trên lâm sàng, những vị nào mà đau về tay, chúng ta sử dụng thủ châm. Những vị nào đau về chân, chúng ta sử dụng túc châm. Những vị nào đau nửa bên, thì chúng ta sử dụng dương châm hoặc là âm châm. Như vậy là chúng ta có bốn cách căn bản. Còn như nếu quý vị nào mà thích, thì sử dụng luôn một lúc là thủ châm và túc châm. Nó có nghĩa là dương châm và âm châm phối hợp. Thì tôi đã trình bày xong. Thì quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi, thao_đặng5@yahoo.com. Tôi sẽ trả lời thư cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Sau khi tôi trình bày xong cái bộ mộc làm chủ kinh mà thủy hỏa làm phụ kinh, bây giờ chúng ta đi tiếp một cái phần nữa là bộ mộc làm chủ kinh quân bình cho thử thổ. Thì như quý vị đã biết, bộ mộc tức là nó nằm ở bộ quan bên tay trái, thử và thổ thì nó sẽ liên hệ với bộ thốn bên tay trái và bộ xích bên tay phải. Khi nào quý vị sử dụng bộ mộc làm chủ kinh so với thổ và thử, tức là chúng ta quân bình thổ và thử, thì chúng ta có những cái cách căn bản sau. Thổ và thử lực mạnh bằng nhau, hoặc là quá mạnh hoặc là quá yếu. Lúc bây giờ chúng ta thấy bộ mộc nó mạnh hơn các bộ khác hoặc yếu hơn các bộ khác, thì chúng ta dùng mộc làm chủ kinh để quân bình cho thổ và thử. Cái cách căn bản thứ hai là thổ và thử hai cái lực mạnh này nó khác nhau. Nó khác nhau là chúng ta thấy là một cái quá mạnh, một cái quá yếu. Thì cái bộ mộc nó mạnh bằng với một bộ của thổ hoặc là thử, hoặc yếu bằng thổ và thử, một trong hai cái. Thì chúng ta sử dụng bộ mộc làm chủ kinh quân bình cho thổ thử. Thì khi quý vị trao đổi khí huyết giữa hai tay, có nghĩa là quý vị sử dụng bốn cách căn bản: thổ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Thì bây giờ tôi sẽ trình bày cái phần bộ mộc làm chủ kinh, thổ và thử làm phụ kinh về thủ châm. Bây giờ chúng ta xem. Ở bộ mộc thủ châm, tức là chúng ta có kinh tâm tiêu. Ở kinh tâm tiêu không có du huyệt, và chúng ta sẽ có hai huyệt thổ và thử. Thì huyệt thổ tức là huyệt bên của kinh tâm tiêu, huyệt thử tức là huyệt kinh của kinh tâm tiêu. Rồi, hai phụ kinh tức là thổ và thử thì chúng ta có kinh tâm và kinh đại trường nha. Ở kinh đại trường chúng ta có huyệt du, ở kinh tâm chúng ta có huyệt du. Hai đường kinh này chúng ta chọn huyệt hành mộc. Thì mộc huyệt của kinh đại trường tức là huyệt nguyên. Mộc huyệt của kinh tâm chúng ta có huyệt tĩnh. Khi quý vị sử dụng tĩnh kinh âm thì chúng ta nên có huyệt hợp của kinh dương.
thì huyệt tĩnh của kinh tâm tức là huyệt phối hợp với huyệt hợp của kinh thổ tức là kinh đại trường, tức là huyệt khúc trì. Rồi, như vậy là tôi đã trình bày xong cái huyệt căn bản của lục khí. Bây giờ chúng ta nói đến lạc kích. Thì ở đây chúng ta sử dụng khích huyệt nha. Chúng ta xem ở kinh tam tiêu, kinh đại trường và kinh tâm nó không liên hệ biểu lý gì với nhau hết. Thì quý vị sẽ có ba cách căn bản. Nếu quý vị chọn tam tiêu nha, thì quý vị nên chọn thêm một kinh nữa, tức là kinh tâm bồ đà. Thì ở kinh tam tiêu chúng ta chọn huyệt khích. Ở kinh đại trường chúng ta chọn huyệt khích. Và ở kinh tâm chúng ta chọn huyệt khích. Thì vừa rồi quý vị chọn kinh tâm tiêu, thì quý vị chọn kinh tâm bồ lạc, thì khích huyệt của kinh tâm bồ lạc. Rồi, nếu quý vị chọn đại trường là chủ, thì quý vị sẽ chọn thêm một kinh nữa là kinh phế. Thì khích huyệt của kinh phế là huyệt khổng tối. Rồi, nếu quý vị chọn kinh, chúng ta có tam tiêu, chúng ta có huyệt tâm, thì quý vị chọn, nếu quý vị chọn tâm làm chủ, thì quý vị nên thêm một huyệt khích của kinh tiểu trường. Thì chúng ta thấy là trong trường hợp này thì chúng ta chọn đầy đủ 6 khích huyệt của thủ châm, phải không ạ? Rồi, bây giờ tôi đã trình bày xong thủ châm, thì bây giờ quý vị chúng ta cùng theo dõi về phần túc châm. Về phần túc châm thì chúng ta có kinh can làm chủ kinh, thổ thử tức là kinh đởm và kinh tỳ nha. Ở kinh can chúng ta không có du huyệt, mà chúng ta sẽ có hai hành thổ và thử. Thổ huyệt của kinh can tức là huyệt vinh, thử huyệt của kinh can tức là huyệt hợp. Ở kinh tỳ và kinh đởm chúng ta là phụ kinh, chúng ta có du huyệt. Ở kinh tỳ chúng ta chọn huyệt hành mộc, thì mộc huyệt của kinh tỳ tức là huyệt kinh đởm, chúng ta có du huyệt nha. Và mộc huyệt của đởm tức là huyệt tĩnh. Rồi, về phần căn bản của huyệt lục khí chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta nói đến khích huyệt. Chúng ta thấy có kinh can, kinh đởm, tức là hai kinh biểu lý. Ở đây chúng ta có kinh tỳ thì chúng ta nên chọn kinh vị. Thì ở kinh vị, kinh can và kinh tỳ chúng ta chọn khích huyệt. Thì ở khích huyệt của kinh tỳ tức là huyệt địa cơ. Khích huyệt của kinh can tức là huyệt trung đô. Và khích huyệt của kinh đởm tức là huyệt ngoại khâu. Bây giờ chúng ta đã xong cái phần can đởm tỳ. Bây giờ chúng ta có khích huyệt của kinh vị. Như vậy là chúng ta đã có 4 kinh căn bản mà liên hệ biểu lý, tức là tỳ vị can đởm, là phần túc châm chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta nói đến phần dương châm. Bây giờ chúng ta xem về phần dương châm thì chúng ta có kinh tam tiêu làm chủ kinh, không có du huyệt, kinh đại trường và kinh đởm là phụ kinh. Thì các huyệt như vậy đã trình bày xong, nhưng riêng huyệt hợp khúc trì là do là huyệt tĩnh của kinh tâm dẫn ra. Thành ra khi quý vị sử dụng là huyệt ở trên dương châm thì quý vị không cần phải có huyệt khúc trì. Thì chúng ta đã thấy đại trường, tam tiêu và đởm. Tam tiêu và đởm là kinh dương, nó liên hệ biểu lý, nó liên hệ với nhau là thiếu dương kinh. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đại trường và vị là dương minh kinh, tức là chúng ta thêm khích huyệt của kinh vị. Như vậy là coi như phần dương châm đã xong. Về phần âm châm thì chúng ta đã biết là kinh can làm chủ kinh và hai kinh hỗ trợ tức là kinh tâm và
kinh kinh tâm và kinh tỳ. Kinh tâm và kinh tỳ. Thì ở hai kinh này thì chúng ta thử xem kinh can, kinh tỳ và kinh tâm, ba kinh này nó không liên hệ với nhau theo tuyến của thái âm, thiếu âm hay là quyết âm. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn, nếu quý vị chọn kinh can làm chính thì quý vị sẽ phối hợp với lại kinh tâm bồ đà. Nếu quý vị chọn kinh tỳ làm chính thì chúng ta sẽ chọn kinh phế. Thì ở đây chúng ta có khích huyệt của phế, khích huyệt của tỳ. Nếu quý vị chọn kinh tâm thì quý vị sẽ chọn khích huyệt của kinh thận nha. Thì nếu quý vị sử dụng như vậy thì chúng ta có 6 của 6 đường kinh âm, chúng ta chọn khích huyệt luôn một lúc. Như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần thủ châm, túc châm, âm châm và dương châm. Nếu như trên lâm sàng mà quý vị chọn bệnh nhân bị đau tay, quý vị chọn thủ châm, bệnh nhân bị đau ở chân chúng ta chọn túc châm, bệnh nhân đau nửa bên mà thuộc dương chúng ta chọn dương châm, và bệnh nhân đau nửa bên thuộc âm chúng ta chọn âm châm. Hoặc là quý vị có thể sử dụng luôn một lúc thủ châm và túc châm, nó có nghĩa là dương châm và âm châm. Thì tôi đã trình bày xong cái phần bộ mộc làm chủ kinh, thổ tử phụ kinh. Thì nếu quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thảo_đặng5@yahoo.com. Tôi xin trả lời thưa quý vị, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.